Nãy giờ con làm gì ạ? Nhưng mà nè, cô Thúy nói nè, hôn nhưng mà cô ngày mai không ăn là cô Thúy dẫn ra nha. Con kể cô nghe, con bị cái gì bữa? Trời, con luôn nè. Nó may ghê quá. Nhà có bệnh viện mà không quên chở qua Nhi Đồng. Làm nhỏ đau mà hả, cái cha bác sĩ cũng cà chớ.